Trở lại với kênh 195 lắm. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể xóa thông tin của, trong cái tài khoản Gaana này. Vậy nên là muốn khôi phục lại cái tài khoản Gaana mà anh em đã mất số điện thoại, mất email nè. Thì mình sẽ chia sẻ anh cách để chúng ta có thể khôi phục lại cái tài khoản Gaana. Anh em đã quên số điện thoại hoặc là mất SIM, mất điện thoại ha. Hoặc là mất email xác thực luôn cũng được luôn nha. Trong video này mình sẽ chia sẻ em chi tiết. Rồi, anh em vào cái đường link của tôi là hỗ trợ.gaana.vn nè. Đây cái đường link chính chủ của Gaana. Rồi ok. Thì cái giao diện như thế này thì anh em quá quen thuộc với hỗ trợ của Gaana ha. Ở đây nó sẽ có 4 phần, như là hỗ trợ tài khoản nè, hỗ trợ nạp thẻ, quick membership nè, hoặc hỗ trợ game. Anh em nào mà có quyền vấn đề gì thì chúng ta chọn mục theo tỷ nha. Ở đây thì chúng ta khai thác cái phần dưới này, nó sẽ có phần là theo dõi phiếu hỗ trợ. Ví dụ anh em nào mà gỡ phiếu hỗ trợ thì nó sẽ có một cái phần phiếu hỗ trợ ở đây. Chúng ta đăng nhập để chúng ta xem phiếu hỗ trợ nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ từ từ làm cho anh em về cái phần là vấn đề tài khoản mà anh em muốn khôi phục lại, muốn xóa chấn thông tin nha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần hỗ trợ tài khoản nè. Rồi ở đây phần hỗ trợ tài khoản Gaana thì nó sẽ có như là hỗ trợ khôi phục mật khẩu, anh em bị trường hợp nào thì chúng ta chọn đúng nha. Đây là hỗ trợ thay đổi số điện thoại. Ở đây thì anh em sẽ bấm bỏ phần là hỗ trợ thay đổi số điện thoại nhanh, email xác thực. Đó, ví dụ như anh em bấm vào đây đi. Thì anh em thấy những từng mục như thế này. Đây, thay đổi email xác thực trong tài khoản. Đây. Thì đầu tiên bạn cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng số điện thoại và xác thực căn cước công dân đó, để chúng ta đã đăng ký trong tài khoản thì mới reset lại cái tài khoản, cái email xác thực nha. Rồi, ok, bây giờ anh em muốn thay đổi email xác thực thì chúng ta bấm vào cái đường link là hỗ trợ chấm Gaana reset đây, chúng ta bấm vào đây đó. Thì chúng ta đăng nhập tài khoản Gaana vào, nó sẽ có những bước như thế này. Thì trong đây nó sẽ có phần là ví dụ như anh em muốn thay đổi email thì bấm vào thay đổi email xác thực nè. Còn ở dưới này nó sẽ có là thay đổi số điện thoại xác thực nè ha. Nó sẽ có những cái phần riêng và anh em tùy theo trường hợp mà anh em bị, ví dụ như anh em muốn khôi phục lại email xác thực thì chúng ta bấm vào đây, rồi chúng ta bấm tiếp xác nhận, rồi vui lòng nhập số điện thoại đã xác thực của bạn đó. Thì tài khoản anh em phải có số điện thoại xác thực nữa, chúng ta nhập số, rồi chúng ta bấm xác nhận. Đây thì chúng ta sẽ bấm chữ gửi mã nha. Rồi đang gửi nè. Rồi vui lòng nhập mã được gửi về cái số mà chúng ta đăng ký xác thực đó. Rồi tự động chút xíu. Mày nhớ số điện thoại, mất số điện thoại, mất điện thoại hoặc là mail đó. Đây, nó sẽ có cái tin nhắn nè. Gaana gửi chúng ta nè. Rồi chúng ta sẽ nhập cái mã nó vào. 6. Rồi ok, chúng ta bấm chữ xác nhận. Đó. Thì khi mà xác nhận xong thì vui lòng làm theo hướng dẫn của Gaana này. Đó. Họ và bây giờ anh em sẽ chuẩn bị cho mình là cái căn cước công dân anh em á. Hả? Vui lòng cung cấp ảnh chụp có khuôn mặt của bạn và bạn đang cầm chứng minh dân để xác thực quyền sở hữu của cái tài khoản Gaana này. Nó chụp giống như trong hình mà Gaana nó để cho anh em á, người ta ví dụ cho anh em á, thì anh em chụp gì mượn tâm bấm chữ tải ảnh này nè. Đó, thì anh em sẽ chọn cái file chụp đó lên và Gaana sẽ thay đổi cái email cho anh em qua cái email trong cái đấy nha. Rồi ok, ví dụ như chúng ta bấm vào thay đổi số điện thoại xác thực thì ta bấm vào đây, ta bấm chữ xác nhận. Rồi thì vui lòng nhập mã email xác thực của bạn, thì chúng tôi sẽ gửi mã email qua cái nhận dạng email nè ha, qua cái email này đó, rồi bấm chữ xác nhận. Rồi cái này là anh em mở cái email đó để nhập cái mã vô cũng tương tự như vấn đề mà chúng ta quên cái số điện thoại xác thực này anh em, quên số điện thoại hoặc là quên email thì chúng ta bấm một hỗ trợ tài khoản tiếp nè. Anh em bấm một phần là hỗ trợ thay đổi số điện thoại nè, hỗ trợ thay đổi số điện thoại. Rồi trong đây chúng ta thấy là từng trường hợp nha. Ví dụ như trường hợp là bạn đang sử dụng số điện thoại trong tài khoản và muốn thay đổi số điện thoại khác thì chúng ta bấm vào phần trung tâm tài khoản Gaana này dễ lắm rồi. Ví dụ như bạn muốn thay đổi số điện thoại vì đã đăng nhập vào trang web lừa đảo nè, kẻ gian đã lấy mã OTP của bạn và đổi sang số điện thoại khác, thì anh em sẽ bấm vào phần là hỗ trợ khôi phục mật khẩu ở đây đó. Anh em bấm vào đây, rồi anh em sẽ bấm vào phần là tôi cần hỗ trợ ở đây, rồi anh em sẽ điền những thông tin.
dụ như họ tên nè, điền đầy đủ họ tên của anh em hoặc địa chỉ email liên hệ thì email nào cũng được, anh em còn sử dụng được cái email đó là được nha, để Gaina liên hệ với anh em. Số điện thoại liên hệ thì anh em sẽ còn nhập cái số điện thoại mà còn đang sử dụng được là vào đây. Tên tài khoản Gaina cần hỗ trợ, ví dụ như tên đăng nhập, tên tài khoản game, tên tài khoản Gaina cần hỗ trợ thì bấm vào đây. Email đăng ký đầu tiên, nếu mà còn nhớ thì ghi email vào, còn không thì bấm không có nha. Rồi số điện thoại đăng ký đầu tiên, hai cái này rất là quan trọng nè anh em đó, nhớ thì ghi vô, không thì để không có nghe nè. Nếu không có thì ghi không có nè, người ta nói rất là rõ này ha. Rồi mà cần có là phải ghi chính xác nha đó. Rồi email xác thực của tài khoản này, email xác thực của tài khoản là sao, trạng thái email đang có trong tài khoản đó, em chọn đúng nè. Ví dụ như đã xác thực nhưng vẫn còn sử dụng thì bấm vào đây đó, còn đã xác thực nhưng không còn sử dụng thì bấm vào đây ha. Tùy theo cái mục đích, cái nick của anh em, email nó còn trong đó là lỗi gì, trạng thái email không có trong đang có trong tài khoản thì bấm vô là email đang còn xài được bình thường, còn cái này là tài khoản hiện không có email thì bấm vào đây không có email luôn. Số điện thoại xác thực của tài khoản ta bấm vào đây, ví dụ như nick mà không có số điện thoại luôn thì thua ha. Nick là phải có một trong hai là số điện thoại hoặc là email, rồi anh em chọn theo từng một ở đây nha. Ví dụ như đã xác thực nhưng vẫn còn sử dụng thì bấm vào đây, đã xác thực nhưng không còn sử dụng thì bấm vào đây, nó tùy theo trường hợp đó nè. Tình trạng chứng minh, chứng minh dân là trạng thái căn cước công dân trong tài khoản. Anh em đăng ký thì bấm đã đăng ký, còn chưa thì bấm chưa đăng ký ở đây nha. Rồi cái này là tùy nick anh em ơi. Chứng minh thư thì vui lòng nhập cái căn cước công dân của anh em mà, nếu mà có thì nhập luôn. Rồi vui thông tin giao dịch nạp thẻ này, bạn cần cung cấp đúng ngày nạp loại thẻ. Cái này hiện tại anh em nào mà nạp thẻ bằng phương thức như là quý điện tử thì chúng ta sẽ vào đó để chúng ta xem lại ngày nạp. Rồi nè, anh bạn cần cung cấp đúng ngày nạp nè. Rồi loại thẻ là loại Gaina hay gì nè, mệnh giá là 10.000, 20.000, 30.000 gì đó nạp vô. Sò là bao nhiêu hoặc là tiền trong game là bao nhiêu anh em nạp một lần lần đó. Rồi lần thứ hai đó ghi y chang vậy luôn. Anh em bấm vào rồi anh em ghi y chang vậy nha. Rồi đó, anh em sẽ nạp ghi ba cái thông tin này rất là quan trọng nha, để Gaina sẽ chép lại xem là tài khoản này là đúng của anh em không ha. Rồi ngày mất tài khoản, đây anh em ngày mất tài khoản là ngày mấy thì bấm vào đây. Ví dụ như ngày 12 tháng 12 gì đó mất tài khoản thì bấm vô. Game đang chơi, em chơi game gì, ví dụ như chơi Free Fire nè, chơi Liên Quân nè đó, ví dụ như anh em chơi Liên Quân thì bấm vào đây, chơi Free Fire thì bấm vào đây ha. Đó rồi mô tả ngắn gọn vấn đề, ví dụ như tôi đã mất cái tài khoản do cập vào gì, trang web lừa đảo hay gì đó, bấm lộn vô trang web lừa đảo gì đó thì nhắc giờ mất tài khoản. Rồi hoặc là anh em có thể ghi là mất tài khoản do chi cập nhầm vào trang web gì đó. Rồi thông tin chi tiết là xin chào này, xin chào Gaina đó, ta ghi rồi ok. Hiện tại tài khoản rồi chấm 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 này là anh em ghi cái tài khoản mà anh em bị mất vào, ví dụ như tên em đăng nhập là tên gì, tên trong game là tên gì đó thì ghi ra. Rồi hiện tại tài khoản đó của tôi đã bị thay đổi gì đó, đã bị thay đổi số điện thoại, số điện thoại do tôi đã đăng nhập vào trang web giả mạo gì vậy ha, trang web đó, website hoặc là trang web giả mạo gì đó, giả mạo gì đó. Rồi rồi Gaina hỗ trợ khôi phục lại tài khoản cho tôi, rồi cảm ơn. Đó anh em ghi theo cái form này nhá. Đó xin chào nè, hiện tại tài khoản của tôi là tài khoản gì đó, đã bị thay đổi số điện thoại hoặc email đó, do tôi đã đăng nhập rồi giả mạo gì đó, mong nghe khôi phục tài khoản của tôi, cảm ơn. Rồi cái phần là tiệp tin đính kèm là anh em chụp cái màn hình lúc mà anh ta đăng nhập đó, rồi chụp cái màn hình game của anh em đang chơi, cái thông tin game của anh em ấy, cái màn hình thông tin chuyển tướng rồi đó nhập. Rồi chúng ta bấm bộ phần là nhập mũi tên này nè, rồi bấm gửi hỗ trợ là xong nha. Có cái trường hợp là bị vô chân web lừa đảo, có trường hợp thứ ba là bạn muốn thay đổi số điện thoại trong tài khoản vì bị mất sim nè, mất sim mất điện thoại và vẫn còn sử dụng được email trong tài khoản
trường hợp này á, thì chúng ta bấm vào đây. Đó, thì anh em kéo xuống, em thấy phim nè, thay đổi email xác thực, thay đổi số điện thoại xác thực. Đó, thì anh em nó sẽ quay lại cái trường hợp đầu tiên ha, nó quay lại cái trường hợp đầu tiên luôn. Rồi, còn đối với cái này nè, bạn muốn thay đổi số điện thoại trong tài khoản vì bị mất SIM, mất điện thoại và bạn không sử dụng được bất kỳ thông tin bảo mật nào trong tài khoản, kiểu như là mất hết rồi. Cái trường hợp này là mất hết toàn bộ thông tin nha. Đó, thì chúng ta muốn cái quà cách này nó cũng giống như là xóa trắng thông tin luôn nha anh em. Rồi, anh em sẽ bấm vào là hỗ trợ thay đổi số điện thoại. Rồi chúng ta bấm tôi cần hỗ trợ. Đó, thì chúng ta ghi theo cái form như thế này. Đây, họ và tên, ghi đúng họ tên em, địa chỉ email liên hệ. Gà gán sẽ liên hệ với bạn qua email này. Email này là còn sử dụng được, số điện thoại còn sử dụng được là được. Rồi tên tài khoản cần hỗ trợ. Đó, để coi mình xem ngược màn hình coi xem nghĩ nè, mà cho anh em dễ nhìn nè. Đây nha, đây tên tài khoản Gana cần hỗ trợ, thì chúng ta sẽ nhập vào tên đăng nhập, tên tài khoản Gana cần hỗ trợ luôn nữa ha. Email đăng ký đầu tiên nè, nếu có thì ghi có, nếu không thì ghi không có nha. Rồi số điện thoại đăng ký đầu tiên nè. Đó, nhưng mà anh em phải nhớ là có một trong hai cái này nha, tại vì anh em đăng ký tài khoản thì vẫn phải có một trong hai, rồi phải có email hoặc số điện thoại mới đăng ký được chứ ha. Rồi có một trong hai ghi nha, vô nha anh em. Ví dụ như anh em có email thì ghi email vào, không có số điện thoại thì ghi không có ở đây, còn có số điện thoại thì ghi số điện thoại đây, ghi này không có, giống ví dụ như vậy. Email xác thực tài khoản, trạng thái trong email trong tài khoản là gì, đây nó có sẽ có nè, tài khoản hiện không có email thì chọn vào đây, còn tài khoản có email đã xác thực nhưng không còn sử dụng email luôn thì bấm vào đây. Rồi nhập email đăng ký trong tài khoản, nếu không có thì ghi không có, nếu có thì ghi vào nha. Mấy cái này rất là quan trọng nha, nếu mà anh em không có cái thông tin nào hết là kiểu như không luôn á. Rồi số điện thoại xác thực tài khoản bấm vào đây, đã xác thực nhưng vẫn còn sử dụng thì chọn vô, còn đã xác thực nhưng không còn sử dụng thì bấm vào đây, như là mất SIM, mất cái số điện thoại rồi thì bấm vào đó, là mất số điện thoại rồi nè, số điện thoại đang đăng ký trong tài khoản là mất rồi hay gì đó. Rồi đây nè, xác thực nhưng không còn sử dụng nè. Đó, rồi số điện thoại xác thực tài khoản anh em còn nhớ cái số đó không, số đó vậy còn xài được hay không còn xài được thì vẫn ghi vào nha. Cái ô này nè, còn xài được thì ghi vào, còn không xài được mất số đó luôn thì ghi số đó vào luôn. Tình trạng chứng minh dân trong cái tài khoản Gana này là gì, chọn vô, chưa đăng ký thì bấm chưa đăng ký, đã đăng ký thì bấm đã đăng ký nha. Cái này tùy trường hợp nè, tùy nick nó sẽ có một khác nhau, sẽ có khác nhau. Ví dụ như anh em đăng ký rồi thì chọn đăng ký rồi nha, khó lắm. Rồi họ tên trên chứng minh dân nè, ghi đúng nha, chứng minh thư ghi số vô, các số điện thoại đã sử dụng. Ví dụ như anh em đã đổi số điện thoại thì ghi số điện thoại cũ nè, ghi số điện thoại mới đổi nè, hoặc là số điện thoại thứ ba thứ tư gì đó anh em đã đổi mấy lần trong cái tài khoản thì ghi ra hết ha. Còn sử dụng hoặc là không còn sử dụng thì cũng ghi ra luôn cái chỗ là số điện thoại đã sử dụng rồi. Game đang chơi, ví dụ như chơi Free Fire thì chọn vào Free Fire. Rồi mô tả ngắn gọn vấn đề, ở đây thì anh em ghi là anh em ghi là tôi đã mất số điện thoại và email, hoặc là anh em có thể ghi là tôi không còn dùng số điện thoại và email này nữa đó, hoặc gì đó cũng được luôn. Rồi mô tả chi tiết nè, cũng vô phải xin chào người ta nha nè, không vô ghi liền được đó. Rồi bấm xuống hiện tại, cũng hiện tại nha, hiện tại tài khoản 3 chấm này là anh em sẽ ghi cái tài khoản anh em bị mất là bị gì nè, đó bị vấn đề đó. Hiện tại tài khoản của tôi đã mất số điện thoại .. ghi số điện thoại ra cũng được luôn. Rồi đã mất số điện thoại và email cũng mất luôn, cũng đã mất luôn. Ghi gì đi, ghi theo ý của anh em cũng được nha, miễn sao là hai thông tin này là anh em còn sử dụng, còn cái nào thì ghi ra đó cho người ta giúp đỡ nha, ngắn gọn dễ hiểu. Rồi tôi không thể đăng nhập tài khoản được nữa nha, mong
Rồi nè. Hỗ trợ. Mở lại. Hoặc mở lại hoặc là khôi phục cũng được luôn nha. Mở lại hoặc là hoặc khôi phục nha. Hoặc khôi phục đi. Khôi phục lại đi. Lại tài khoản cho tôi. Đó, anh em ghi ngắn gọn như thế. Rồi, trong cái phần là tập tin đính kèm. Tập tin đính kèm này á, thì anh em sẽ bấm vào mũi tên này nè. Rồi anh em tải cái hình mà anh em chụp lúc mà đăng nhập nè. Anh em có thể đăng nhập vào game là bị mật khẩu sai hoặc là gì đó. Rồi cái mũi tên thứ hai này là chụp cái hình trong game anh em đang chơi là game gì nè. Đó, anh em có thể chụp lúc mà đăng nhập trong game nè. Thông tin trong game ví dụ như màn hình ví dụ như Free Fire đây, ví dụ như màn hình chơi cũng được luôn nè. Đó, một tấm màn hình đang chơi gì đi. Cái thứ hai là chụp thêm cái này nữa. Đó, rồi qua cái lúc mình đăng nhập mà vào Gaena, vào tài khoản Gaena bị sai á thì chụp luôn. Đó, đó, gà gán cho người ta gửi 4 hình nè. Đó thì chúng ta gửi càng nhiều càng tốt ha. Rồi ok, rồi chúng ta bấm gửi hỗ trợ. Thì sau khi mà anh em gửi hỗ trợ á, này sau khi mà anh em gửi hỗ trợ thì nó sẽ có phiếu theo dõi hỗ trợ nằm đây nè. Đó, thì nó có thể bấm vào đây để chúng ta xem là Gaena hỗ trợ chúng ta chưa, thì chúng ta xem ở đây nha. Còn Gaena hỗ trợ anh em chưa thì xem ở đây ha. Và anh em có thể kiểm tra email xem là Gaena có hỗ trợ anh em chưa ha. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với em rất là chi tiết cách để chúng ta có thể xóa trắng thông tin hoặc là khôi phục lại cái tài khoản Gaena mà anh em lỡ bị mất. Cũng được nha, chứ không phải là đơn giản là xóa trắng đâu, mà anh em có thể mất tài khoản này có thể làm được lại được luôn. Rồi em thứ hai đừng quên cho mình một like, đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết, hẹn gặp lại video tiếp theo.